Đấu La Đại Lục phần 2 tập 882, Vũ Hồn Quang Minh Long Thần Điệp phần 3, Tuyệt Thế Đường Môn. Phải biết rằng cho dù là Hoắc Vũ Hào, cùng lúc trước cũng không có chính diện chống lại, làng tương đương với chính diện cứng rắn chống đỡ một vị cấp 9 hồn đạo sư, sở trường là cấp 9 hồn đạo khí, dù chỉ là kiên trì trong giây lát cũng đủ để tự hào rồi. Diệp Quốc Y trên mặt đẹp một mảng liền nghiêm túc mà trang trọng, hai tay hợp giữa đỉnh đầu phía trên, thanh kiếm phóng thích ra ánh sáng mãnh liệt, ngừng tụ lại, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên bay trước, năm thu thu thân hình lóe lên sau lưng của nàng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt này, Diệp Quốc Y đã vượt qua vị trí của Đường Vũ Đồng, bay đến không trung cao hơn. Quang minh thanh kiếm hóa thành một đạo kim thiền cầu vòng, thăng đến cuồng nhu đấu la Vương Dịch Hành bản thể chém tới. Vương Dịch Hành tay phải vùng lên, hơn 10 viên lửa trái mạnh thiên la ngăn cản đi lên. Quang minh thanh kiếm kiếm quang bị bắn ra, nhưng mà lẩy nghi ở thiên la châu quang mang cũng là rõ ràng mở đi. Vương Dịch Hành gọi là một cái đầu lòng, nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, khôn su như thế nào mà lực công kích đã mạnh như vậy. Hắn bên này còn không có phiền muộn, lóe xa thanh kiếm hào quang đằng sau, một đạo hào quang này màu phấn hồng quấn lấy cái kia hơn 10 viên thiên la châu. Làm cho Vương Dịch Hành giật mình một màn xuất hiện ra, ông trời của hắn cũng là la châu lên, hỏa diễm vậy mà lập tức ảm đạm xuống, bao tạc tính chất lực lượng thoáng một cái biến mất, sau đó cứ như vậy hướng xuống đất trụy lạc, chính hắn đều là liên lạc không được, đây là tình huống gì? Một đoàn sương mù mang tất cả đem công trùng Diệp Cốt Ý, làm thu thu kéo trở về, làm sang làm nam cũng là quay người quay trở về, sống đến bên người của Đường Vũ Đồng. Long thần Vũ Thiên Thương uy lực đã kết thúc rồi, lửa cháy mạnh của thiên la đúng là vẫn còn đem hình sòng quang ảnh phá hủy. Theo tu vi tự khán này, Vũ Hạo 8 người, từng cái đều sò của nghiêu đố là kém xa, nhưng bọn hắn không ngoài dự đính, tất cả đều là thiên trì kiểu tú, liên tục tiếp ứng 8 người sẽ tụ trùng một chỗ, ngu nữ thế công vẫn còn như thủy chiếu, rõ ràng ngạnh sinh giá đem Vương Dịch Hành ngăn cản trở lại. Không thể bảo thủ, lúc trước bỏ chạy ra 3 người đã đứng vững gót chân, 8 người mặt đối với chính mình vậy mà không hề viễn đốn, trong nội tâm Vương Dịch Hành lúc này sùng mình. Hắn phát hiện ra mình bây giờ đã vượt xa khỏi phạm vi của mình đấu sơn mạch cự ly xa, công kích hồn đạo khí phạm chủ bảo vệ, nói một cách khác ở địa phương này hắn không được bất luận trợ giúp gì cả. Vũ Hạo lúc trước trong quá trình bỏ chạy, sở dĩ là không bị minh đấu sơn mạch bố trí hồn đạo khí công kích từ xa, nguyên nhân chủ yếu cũng không cách nào định vị. Bằng không mà nói, cái đó sùng của nghiêu đấu là dịch nhất định là tự thân xuất mã, kinh khủng viễn trình hỏa lực sớm đã đem hắn xé nát rồi. Minh đấu sơn mạch trước mắt cự ly công kích khá là xa, có thể đạt tới là 30 km ở bên trong. Đương nhiên đây là không suy tính định trang hồn bảo đạn pháo điều kiện tiên quyết. Nếu như là định trang hồn bảo đạn pháo có thể xa hơn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là nếu có thể tập trung đối thủ mới được. Mà không trung dò xét hồn đạo khí tại tinh đấu tinh la đế quốc này lại áp chế quá tới. Sau khi là sát thủ ở gần vị trí của tinh đấu sơn mạch, tự là tránh cho chỗ tổn thất, cho nên trình phương diện cực kỳ xa, lực khống chế không đủ khả năng rồi. Vũ Hạo chế định kế hoạch cũng đã cân nhắc tất cả đều ở bên trong. Bởi vậy, từ Tam Thạch lần thứ nhất tiếp ứng vị trí của hắn, cũng là lúc cực kỳ xa cách ly hồn đạo khí có thể bao trùm công kích ranh giới. Cho dù khi đó, siêu viễn cự ly công kích hồn đạo khí có thể phản ánh tới phát động công kích, quá trình đạn pháo phi hành ở trên không trung cũng đủ để cho bọn hắn chạy ra tầm bắn rồi. Mà những người khác tiếp ứng dĩ nhiên là ở trong tầm bắn bên ngoài. Phong Hào đấu la thì tính như nào, 8 đối 1, Vũ Hạo không có chút nào sợ hãi. Ở phía xa xa, từng đạo ám lam sắc quang ảnh cũng nhanh chóng hướng bên này bay tới. Tà quân hồn đạo sơ đoán đào nhọn đội viên một lần nữa tổ chức. Nhưng vô luận là Vương Dịch nhất định là vẫn là đào nhọn tiểu đội hồn đạo sư, đã không thể không cân nhắc một điều kiện. Ngay tại vị trí này, khoảng cách của Tinh La Đế Quốc đoại dành so với Minh Đấu Sơn Mạch cần hơn. Nói một cách khác, Tinh La Đế Quốc viện quân lúc nào cũng có thể xuất hiện, thậm chí còn có khả năng mai phục. Một đoàn ánh sáng màu lam bị Vương Dịch nhất định băng vào bên trong không trung, lổ tung một đoàn, ánh mắt giống như là hình thái ánh sáng màu lam. Xa xa nhanh chóng đến gần đào nhọn tiểu đội chứng kiến ánh sáng này màu lam, nhanh chóng ngừng lại, ngay sau đó quay đầu đi hướng của phía Minh Đô Sơn Mạch phương hướng mà phản hồi mà đi. Chạy sao? Chứng kiến đào nhọn tiểu đội trưởng rời đi, Vũ Hào chẳng những không có buông lỏng, ngược lại cảm xúc lập tức căng thẳng lên, tinh thần dò xét cộng hưởng lập tức bao trùm toàn bộ bọn họ. Đồng thời hắn nhanh chóng trước phiếu, đã đến đồng bọn phía trước. Từ Tâm Thạch theo sát ở bên cạnh hắn, những người khác dưới sự chỉ huy của Vũ Hào cũng nhanh chóng điều chỉnh hoàn thành trận hình. 8 người Vũ Hào phía trước nhất, phân biệt hai bên là Từ Tam Thạch cùng với Sang Lam Nam, phía sau hắn là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng hai bên theo thứ tự là Quý Thạch Trần cùng với Kinh Tử Yên, Diệp Cốt Y cùng với Nam Tu Thu thì là càng háo hậu một chút ở không trung.
8 người hồi lực đồng thời vận chuyển tăng lên. Cuồng yêu đấu la Vương Dịch nhất định lúc này sắc mặt một mảnh lãnh khốc, liệp diễn thiên la vận chuyển chung quanh thân thể của hắn, sắp đặt thành một cái hình thái lập thể, hóa thân thành cự ngưu, ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng thiếu đốt, đem chúng quang phía chân dưới chiếu sọ một mảng hỏa hồng. Không thể tiếp tục hướng phía trước nữa rồi, nếu không có thể công cách nào trở về, Vương Dịch nhất định đã quyết định việc này là của hắn một kích cuối cùng. Vô luận có thể không đánh chết những người trước mắt này, hắn cũng sẽ không dừng lại, lập tức thì phản hồi Minh Đấu Sơn Mạch mà chạy đi. Ở phía phương xa, Tinh La Đế Doanh phương hướng này, 7-8 đạo quang ảnh bay lên trên không, nhanh chóng độ cùng với hào quang có thể nhìn ra, thực lực của những người này thực sự cường hãn. Một kích, chỉ có một kích này thôi. Cuồng yêu đấu la Vương Dịch nhất định ở trên người bay lên 9 cái hồn hoàn, ở trong đó xếp đặt tại vị trí thứ 7 màu đen, hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tiếp theo là một cái chớp nhát, chính hắn đã là hóa thân thành cuồng yêu, liệt diễm thiên la phụ thuộc tới, làm cho người của hắn nhìn về phía trên giống như là một đầu chiều cao vượt qua 30m cự yêu, lập tức phóng tới 8 người của Vũ Hạo. Sử lai các học viện bên này, người đầu tiên xuất thủ chính là Diệp Cốt Y. Thứ 5, thứ 6, hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, sau lưng 4 mảnh quang rực hào quang bùng cháy mạnh, nàng lúc này thật sự đã hóa thân thành thiên sứ, thân thể mềm mại ở trên không trung uyển chuyển rung động, thanh kiếm to lớn hóa thành cường quang, lập tức sởi tay chém về phía xa xa vụt đến phía của cự ngưu. Hồn kỹ thứ 5, thánh kiếm, hồn kỹ thứ 6, thiên sứ chỉ vũ. Lúc này cùng nàng đồng thời xuất thủ là Nam Tu Thu, hai nữ phối hợp hết sức ăn ý. Nam Tu Thu trên người sáng lên cũng là thứ 5, thứ 6, hai cái hồn hoàn. Một thanh phấn trường kiếm màu đỏ phóng lên trên trời, lặng yên bám vào thánh kiếm thân kiếm. Cùng với thánh kiếm so sánh, nó cũng không tính là quá thu hút, nhưng mà khi nó thoát ly khỏi Nam Tu Thu khống chế, sau đó hào quang màu hồng phấn nhanh chóng trở lên ngừng thực. Trường kiếm hồng nhạt này tinh thể tại thánh kiếm tìm quang chiếu rọi xuống, phóng thích ra kiểu diễm mông lung phấn quang. Nam Tu Thu chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi hướng ra phía bên ngoài đẩy ra. Một điểm chỉ này có to bằng móng tay, hồng nhạt tính thẻ lặng yên bay ra. Khi mà nó bay ra trong nháy mắt, Nam Tu Thu khí tức đã cùng với người giống như trở lên mở đi rất nhiều. Hồn kỹ thứ 5, Yên Chi Mẫn Diệp Kiếm, hồn kỹ thứ 6, Mẫn Diệt Chi Tinh. Hai anh kiếm hợp lại là một, lập tức rơi vào trong liệp diễm thiên la lửa trên thân của con bò này. Khanh một tiếng, thanh kiếm lập tức lát bấy, hóa thành vô số kim quang tán loạn. Ngay sau đó vỡ vụn chính là Yên Chi Mẫn Diệp Kiếm. Nhưng mà song kiếm hợp bích chỉ lực, đúng là vẫn làm cho Diệp Liễm Thiền La ngọn lửa trên thân bò này cũng là nóng bỏng thắng suy giảm một phần. Ngay sau đó Mẫn Diệt Chi Tình đã đến, mất đi thuộc tính ở phía sau cho thấy năng lực cường đại, nhìn như chỉ có to bằng móng tay. Mẫn Diệt Chi Tình một khi dính vào trong hỏa diễm, lập tức hào quang màu phấn hồng đại phóng trực tiếp khắc chế ở liệp diễm thiên la hỏa ngưu vị trí cái chán, giống như là nó ở trên chán dài một khối tinh thể vậy. Hào quang màu phấn hồng liên tục tăng cường, Mẫn Diệt Chi Tình thể tích cũng nhanh chóng tăng lớn, mà hắn ở trong quá trình tăng lớn giống như dựa vào hấp thu liệp diễm thiên la lửa ngọn lửa này ở trên người của hắn. Như vậy thì ngọn lửa nóng bỏng đốt mất đi chi lực căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Đây là Vương Dịch nhất định lúc này cũng đã chấn động. Loại này mất đi thuộc tính hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải. Một cái nho nhỏ hồn đế năng lực lại có thể lại để cho hắn Diệp Liễm Thiên La tiếp tục suy yếu, bản thân còn đang kéo dài tăng trưởng, điều này sao có thể? Mẫn Diệp Chi Tinh là làm tu tu hồn kỹ thứ 6, cũng là trước mắt của nàng có thể thi triển ra mà hồn kỹ mạnh nhất. Nhưng cùng với hồn sư thứ 6 hồn kỹ bất đồng, thi triển lần thứ nhất Mẫn Diệt Chi Tinh, Nam Tu Thu muốn tiêu hao vượt qua 3 thành hồn lực, mà trước mắt đồng nhất nàng thậm chí là áp xúc mình là 50% hồn lực mới là ngừng kết thành hình. Đối phó với Mẫn Diệt Chi Tinh biện pháp tốt nhất giống như là không bị nó trúng mục tiêu, bởi vì Mẫn Diệp Chi Tình tùy mạnh, nhưng cũng có một vấn đề là thời điểm đang thi triển ra không cách nào tập trung đối thủ, chỉ có thể là bay thẳng được mà thôi. Nhưng mà liệt diễm thiên la hỏa ngưu thể tích quá to lớn, hơn nữa thì Vương Dịch nhất định hạng gì tự phụ đây, căn bản không có lẽ tránh, bởi như vậy vừa lúc bị chính diện trúng mục tiêu. Hiệu quả của Mẫn Diệp Chi Tinh giống như là không ngừng lập tức lực lượng của đối thủ cho mình dùng, đem làm thôn phệ với bản thân mức cường hạn có thể chịu đựng. Sẽ... Lúc này thì ầm ầm, kịch liệt bạo tạc lỗ tùng vang lên, liệt diễm thiên la hỏa ngưu thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại, toàn thân ánh sáng cũng lại tăng vọt, nhưng lại là thuần túy phóng thích ra ngọn lửa của mình. Vì hủy diệt Mẫn Diệp Chi Tinh, Vương Dịch nhất định không có biện pháp khác, chỉ có thể tăng lớn hồn lực phát ra, chính như hắn dự phán ra cái kia tốt nhất. Cái này Mẫn Diệp Chi Tinh tuy là bá đạo, giống như giỏi ở trong xương vậy, hoàn toàn giống nhau cũng là lúc này.
Nhưng chỉ cần rót vào đầy đủ hồn lực, vẫn có thể đem nó đẩy ra. Nhưng mỡ diệp chi tinh lúc lổ tung uy lực bây giờ vẫn là quá mạnh mẽ. Nam Thu Thu thực lực của mình không coi vào đâu, nhưng mẫn diệp chi tinh ở trong hấp thu đại lượng của Ngưu Đấu La Vương Dịch nhất định là lực lượng của mình. Giữa loại tình huống này bỗng nhiên sinh ra lỗ lớn, để Vương Dịch mất định nhất định là liếm nhiều nước đầu, trên người cường đại tinh thần lực cũng là phóng thích ra. Không trung hai lưỡi công kích hoàn thành, ngay sau đó, một tiếng to rõ long ngầm vang lên, long thần Vũ Thiên Thương lần nữa lên trên không, đẹp mắt màu tím cự long đập rung cánh bướm, đột nhiên xuất hiện ra ngang nhiên hướng phía liệt diễm thiên la hỏa ngưu và chạm mà đi. Thời cơ là Vũ Hạo chọn lựa, đúng lúc mẫn diệp chi tinh bạo tạc lỗ tung hoàn tất, cường hãn mất đi chi lực làm cho hỏa ngưu trì trệ lập tức này. Long thần Vũ Thiên Thương ở trên không trung mang theo liên tiếp tàng ánh, tựa như là thiên thần lao đầu vào lửa ngang nhiên va chạm xuống. Không chỉ có như vậy, một đoàn ám tử sắc sương mù cầu lặng yên đi theo đằng sau của Long Thần Vũ Thiên Thương tung bay mà đi. Kim Tử Yên thứ 6 hồn ký Yên Đan. Yên Đan tác dụng rằng cũng chỉ là mẫn diệt chi tinh có một chút rất sống, là thời điểm đang thi triển ra có thể căn cứ hồn sư tâm ý đến hoạt động cả hồn phát ra. Bất đồng là Yên Đan so với mẫn diệt chi tinh càng triệt để hơn. Mẫn diệt chi tinh bởi vì mất đi chi lực, quán chú 5 phần 10 hồn lực cũng là cực hạn, mà Kinh Tử Yên cái này Yên Đan lại có thể đủ quán chú 8 phần hồn lực. Ở phía sau này, Kinh Tử Yên như thế nào có giữ lại đầu này? Quang Minh Long Thần Điệp đánh tới Cuồng Ngưu, trong nháy mắt ánh sáng tím bỗng nhiên chuyển hóa thành màu vàng, bầu trời vỡ ra vô số kim quang từ trên trời sáng xuống, giống như từng đạo tia chớp màu vàng óng giống như bổ vào liệt diễm thiên la lửa ở trên thân bò vậy. Mỗi một đòn đánh xuống đều là làm cho nó suy yếu vài phần,